Chồng tuổi 1999, vợ tuổi 2003 có hợp nhau không? Những thông tin luận giải dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Hai bạn nên có những chuẩn bị tốt nhất để có thể lái con tàu tình yêu của mình tới bến nhé. Cùng mục xem tuổi của Tử Vi Việt Nam, luận giải tuổi chồng 1999, vợ 2003 có hợp nhau hay không nhé? Thông tin tuổi chồng 1999, vợ 2003 có hợp nhau không? Vẻ năm sinh: tuổi chồng 1999, tuổi vợ 2003. Vẻ mệnh: tuổi chồng là mệnh thành đầu thổ, tuổi vợ là mệnh dương liễu mộc. Vẻ cung: tuổi chồng là cung khảm, tuổi vợ là cung ly. Vẻ niên mệnh năm sinh: tuổi chồng là thủy, tuổi vợ là hỏa. Bình giải tuổi chồng 1999, vợ 2003 có hợp nhau không? Xét về mệnh: mệnh chồng 1999 là âm thổ, mệnh vợ 2003 là âm mộc. Tổng điểm là 0/2 là tương khắc. Nhắc đến ngũ hành tương khắc là nhắc đến sự xung khắc giữa các hành với nhau, hay nói đúng hơn là mối quan hệ áp chế gây tổn hại cho cả đôi bên. Ngũ hành tương khắc được biểu hiện qua rất nhiều mặt trong đời sống cũng như phong thủy. Một trong số đó là mệnh thổ kết hợp với mộc. Khi gặp nhau, hai mệnh này không chỉ làm suy yếu mà còn cản trở sự phát triển của đôi bên. Xét can chi: can chi chồng là kỷ, can chi vợ là quý. Tổng điểm là 1/2 là bình hòa. Thiên can chính là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự tương hợp vợ chồng cũng như cuộc sống hôn nhân và tài lộc của cả gia đình. Nếu vợ chồng bạn có thiên can lần lượt là kỷ và quý, đời sống của cả hai về cơ bản là tương đối hài hòa, không xung mà cũng không hợp. Bởi kỷ và quý thuộc mối quan hệ bình hòa, hai thiên can này đều có sự tương trung, cân bằng và tự chủ trong tính cách lẫn lối sống. Xét thập nhị địa chi: địa chi của chồng 1999 là Mão, địa chi vợ 2003 là Mùi. Xét về tuổi chồng là kỷ Mão. Con mèo ăn mầm đậu thường có ngoại hình thanh tú, tính tình cẩn thận nhưng thích tự do, không bó buộc. Thành đầu thổ là thiên kinh ngọc lũy, đế vương trong kim thành, hình long cuộn nghìn dặm, thế hổ chiếm cứ bốn phương. Ưa gặp đình Mão lư trung hỏa, ất hợi sơn đầu hỏa, kỷ Mùi thiên thượng hỏa, chủ một đời hưởng lạc. Người mệnh này có khả năng thích ứng tốt với môi trường và biết giữ mình coi trọng bản thân. Xét tuổi vợ là quý Mùi. Dê vùng ngoại ô, người này có tính cách thẳng thắn, trong nhu ngoài cương, là người nhanh nhẹn và chủ động trong công việc. Dương liễu mộc thướt tha dịu dàng ở sườn đê, mềm mại ở trong vườn. Lá liễu mảnh mai, cành liễu buông rủ, mộc tự khố, sinh vượng thì đẹp, kỵ cành tuất thoa xuyến kim, ất mùi xa trùng kim, quý mùi mộc là chính ấn. Người có mệnh này thường có trí tuệ hơn người, công thành danh toại, số được hưởng vinh hoa phú quý. Đặc biệt, nếu sinh vào mùa hạ thì là dương liễu tốt tươi, có số phú quý. Tổng điểm là 2/2 là tam hợp. Người có địa chi con giáp Mão và người có địa chi con giáp Mùi là tam hợp thì mọi sự tốt đẹp. Người ta luôn mong muốn gia đình may mắn, sẽ sinh con vào năm tốt để được. Tam hợp mong vận mệnh được suôn sẻ, may mắn, thành công, gia đình hạnh phúc và ấm no. Xét cung phi bát tự: cung phi của chồng là Khảm, cung phi của vợ là Ly. Tổng điểm là 2/2 là diên niên. Chồng sinh năm 1999, tức cung Khảm Thủy, lấy vợ sinh năm 2003, tức là cung Ly Hỏa, mà gặp được diên niên thì rất tốt. Diên niên thuộc sao Vũ Khúc là một sao tốt mang ý nghĩa về các mối quan hệ trong gia đình và tình duyên thuận lợi. Cung diên niên mang trong mình một ý nghĩa tốt đẹp, mọi sự ổn định, vững vàng. Không những vậy, cuộc sống của vợ chồng, diên niên còn mang ý nghĩa vợ chồng trường thọ, tình cảm bền chặt lâu dài. Trai cung Khảm lấy vợ cung Đài, thủy kim lấy phối, ngẫu hợp tương sinh. Trường thọ diên niên số đã dành, cháu con hiển hiếu nên danh phận, vườn ruộng chăn nuôi bại hóa thành. Thủy chung như nhất ai bỉ phong lưu, vợ chồng có số sang giàu,
hưởng cổ phụ ấm trước sau an nhàn. Xét ngũ hành cung phi. Ngũ hành cung phi của chồng là thủy, ngũ hành cung phi của vợ là hỏa. Tổng điểm là 0/2 là tương khắc. Tương khắc là một trong hai quy luật cơ bản và cốt lõi của ngũ hành. Nó được thể hiện trên nhiều phương diện, nhiều mặt của đời sống. Trong đó, thủy và hỏa cũng là một mối quan hệ tương khắc. Hai hành này tương tác và ảnh hưởng qua lại với nhau theo đúng quy luật của ngũ hành tương khắc. Tức là giữa hai chúng có sự áp chế, sát phạt và cản trở sinh trưởng, phát triển của nhau. Luận theo cao ly đầu hình. Theo khoa đoán số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là kỷ, nếu lấy người nữ có chi là mùi. Thì vợ chồng rất hợp nhau, làm ăn có lúc được, lúc mất. Nhưng nói chung, cuộc đời sống yên bình và giàu sang. Vợ chồng có số thọ hưởng, con cái đủ đầy, có người con phát quan. Một cành hoa mai, một mối tình, giữ lòng trinh trắng khóa xuân tiêu. Phấn hương những phút cùng chung hưởng, một mảnh tình trùng kết giải đồng. Trăm năm dành tiếng lễ lừng, hưởng mùi trung định một đời phong lưu. Kết luận, điểm số là 5/10. Điểm số cho thấy hai vợ chồng bạn khá hợp nhau nhưng vẫn có phần xung khắc. Nên hóa giải xung khắc bằng các phương pháp khác nhau như chọn tuổi sinh con, sử dụng phong thủy để cuộc sống hạnh phúc, cải thiện tình hình tài chính của gia đình. Đồng thời, vợ chồng nên nhường nhịn nhau để tránh những xung đột không đáng có. Như vậy, quý bạn cùng mục xem tuổi của Tử Vi Việt Nam đã có những luận giải cơ bản của hai tuổi chồng 1999, vợ 2003 có hợp nhau hay không? Hy vọng những thông tin này hữu ích với hai bạn. Tử Vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử Vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.